Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Xem bói tháng 9, con giáp cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tháng 9 dương lịch sắp tới, vận trình của bạn tốt hay xấu, liệu có cần chú ý không? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem bói tháng 9 tới, con giáp nào cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhé! Tuổi Mão, con người sống cần phải có nguyên tắc, song đôi khi chúng ta cũng cần phải có sự mềm mỏng và linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh. Xem bói tháng 9 dương lịch, đây là điều mà người tuổi Mão cần chú ý, bởi điềm báo nhắc rằng trong tháng này rất có thể bạn sẽ bị kẻ tiểu nhân vì mâu thuẫn cá nhân mà gây chuyện không hay. Sự cứng nhắc dễ khiến cho người khác mất lòng, công việc kém phần suôn sẻ. Hãy suy nghĩ tích cực và làm việc một cách khéo léo hơn, chắc chắn những khó khăn sẽ được đẩy lùi. Thêm một điều nữa mà người tuổi Mão cần lưu ý, đó chính là tránh xa chuyện gây phe kết phái lên nơi công sở, đề phòng họa thị phi ập tới bất cứ lúc nào. Tuổi Dậu, tiền bạc kiếm được nhưng chẳng giữ nổi ở trong tay thì cũng như của thiên trả địa. Thêm nữa, bạn dự cần phải khiêm nhường, khoe khoang thì chỉ thổ thiệt thân. Xem vào tháng 9 này, điềm báo hao tài phá tài rất rõ, kẻ tiểu nhân đang đeo bám để cướp đi những gì bạn khổ công xây dựng bấy lâu nay. Lòng tốt cần phải được đặt đúng chỗ, phong khoang cũng phải tùy với người. Nếu không, bạn sẽ rất dễ bị kẻ xấu nắm được điểm yếu rồi tìm thời cơ bày trò, lừa gạt tiền của. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa, ta không có tâm hại người nhưng chắc chắn phải có tâm phòng người. Tuổi Thìn, xem tử vi tháng của 12 con giáp, kẻ tiểu nhân đang rình rập để phá hoại vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 9 năm 2017 này. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào. Chỉ một phút sơ sẩy cũng có thể khiến cho kết quả đi về một hướng hoàn toàn khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những gì bạn đang gây dựng. Những lời nịnh bợ nghe thì ngọt ngào nhưng thực chất chúng ta là những viên thuốc độc giết chết ta từ từ. Dù là trong chuyện gì cũng cần phải có chính kiến riêng của mình, đừng vội nghe những lời tâng bốc có cánh. Bởi biết đâu, chúng có dụng ý hoàn toàn khác, sẽ khiến bạn đi càng sâu, lún càng xuống bùn. Tuổi Sửu, trong tháng 9 năm 2017, người tuổi Sửu gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc, như thế mà được cấp trên đánh giá cao, có dự định cân nhắc bạn vào những vị trí xứng đáng. Tuy nhiên, cây càng cao thì gió càng lộng, con giáp này xuất sắc quá mức nên có tránh hỏi nhiều người ghen ghét. Bản mệnh cần luôn chú ý tập trung trong công việc, chuyện gì cũng cần phải nắm chắc trong tay, chớ sơ hở để kẻ tiểu nhân tranh đoạt quyền lợi, cướp đi công sức của mình. Ngoài ra, nếu bạn là những kẻ biết đứng sau mình là tác quái thì nên có biện pháp răn đe kịp thời, chớ bao dung rộng lượng quá mức mà kẻ đó càng ra tay càng lộng hành, sẽ có ngày cầm dao đâm vào lưng bạn, đúng vào nơi hiểm nhất. Tuổi Ngọ, tiền bạc chẳng có nhiều, lại bị kẻ tiểu nhân luôn thừa cơ bày mưu hãm hại nên người tuổi Ngọ cần phải đặc biệt cẩn trọng trong những chuyện liên quan đến vấn đề tài chính. Chuyện đầu tư tốt nhất là nên xem xét thật kỹ càng, nếu chưa thực sự an tâm thì chớ đổ hết vốn liếng vào đó để kẻ tiểu nhân có cơ hội mà hãm hại bạn. Đừng tình duyên có vài nguy cơ khi có kẻ thứ ba đang tính kế để phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Xem tử vi tháng 9 dương lịch, nữ mệnh cần đặc biệt đề phòng kiểu ngây thơ, tin người, tình cảm bị lừa gạt. Tuổi Hợi, luận giải tử vi 12 con giáp, điểm tiểu nhân quấy phá rất rõ ràng rành, người tuổi Hợi là con giáp cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân nhiều nhất. Địch ở trong tối mà ta thì ở ngoài sáng, nếu không hành xử thận trọng, chú ý từng lời ăn tiếng nói thì rất có thể uy tín của bạn sẽ bị vấy bẩn bởi họa thị phi. Hãy dùng tình cảm, sự dũng cảm của mình để đối mặt với thực tế và cứng rắn chiến đấu khi cần thiết. Bạn sẽ thấy cuộc sống chứ phải là hồi kết thúc, hạnh phúc chính là thứ mà chúng ta đấu tranh mới có được. Đời người có kẻ tốt, kẻ xấu, đừng ngây thơ tin người quá mức mà dễ bị lừa gạt không đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.